Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với channel của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Mạnh Cường, hiện tại đang là học viên sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mình là một người có đam mê về lịch sử và có mong muốn tìm hiểu lịch sử. Và hôm nay thì mình ở đây mình sẽ muốn chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức về lịch sử. Và cũng sắp đến Tết rồi thì nhắc đến Tết thì mình cũng muốn là nhớ đến một cái sự kiện lịch sử hồi xưa, đó là vào năm 1789, chiến thắng Tết Mậu Thân của Quang Trung Nguyễn Huệ. Đây là một điều mà mang lại cái sự tranh luận rất lâu cho giới sử học cũng như là tất cả mọi người đam mê lịch sử. Và hôm nay thì mình muốn là nêu lên cái vấn đề này để thử giải quyết với mọi người xem là cái vấn đề này có làm cho chúng ta trở nên là khó hiểu hay không. Mình cũng muốn là đóng góp một những cái quan điểm của mình vào trong cái bài viết này. Thì đối với bản thân mình thì mình nghĩ đây là một cái cuộc hành quân mà phải nói là tốn rất là nhiều giấy mực vào năm 1789, Tết Mậu Thân cũng vào những cái thời kỳ này, sắp Tết rồi tất cả mọi thứ đều đã trở nên rạo rực để đón xuân. Cuộc hành quân chỉ trong vòng 40 ngày. Cuộc hành quân và tấn công chỉ trong vòng 40 ngày từ Phú Xuân Huế ra đến Hà Nội thành Thăng Long. Thì rất nhiều giả thuyết đã đặt ra rằng, gọi là giả thuyết vui thôi, người ta nói rằng là thời này đã có những cái Liên Xô hay là Mỹ đã giúp đỡ cho Quang Trung Nguyễn Huệ đi làm cách nhanh chóng. Hoặc là cũng có một số giả thiết nói vui rằng ở thời kỳ này đã có máy bay, tàu ngầm của người ngoài hành tinh rồi. Thì chúng ta hãy dẹp bỏ những cái lập luận này đi. Và theo như cái nhiều nguồn sách về mà tôi đọc thì tôi cũng có tham khảo rất là nhiều nguồn từ những người anh đi trước, những người nghiên cứu lịch sử. Thì tôi nghĩ là có ba cái giả thuyết mà để giải thích cho việc mà cuộc hành quân thần tốc trong vòng 40 ngày từ Phú Xuân ra Huế của Quang Trung Nguyễn Huệ. Giả thiết thứ nhất đó là cuộc hành quân này thì vừa đi vừa nghỉ, tức là ba người đi, có người nói là ba người đi mà hai người khiêng và một người thì nằm trên võng mà đi từ Phú Xuân ra Huế, đi từ Phú Xuân Huế mà ra đến Hà Nội, đi liên tục ngày đêm thay luân phiên nhau như vậy. Nhưng mà đối với giả thuyết này thì tôi nghĩ cũng không hợp lý lắm. Đối với giả thuyết thứ hai đó là Nguyễn Huệ cho quân ém ở tại kinh thành Thăng Long và cuộc hành quân này chỉ mang tính chất đó là một cuộc nghi binh dành cho quân Thanh. Trong khi quân Thanh đang mải mê ăn Tết ở Thăng Long thì Nguyễn Huệ cho quân nghi binh đi hành quân, một cuộc hành quân dài dằng dặc. Thì người Trung Quốc mới nghĩ rằng là còn rất lâu thì Nguyễn Huệ mới đến được kinh thành Thăng Long, nên là cái giả thiết này đã được đưa ra. Nhưng mà nó cũng có những cái điểm mà người ta gọi là cái điểm hạn chế của nó. Về giả thuyết thứ ba thì theo như mình nghĩ là cũng được rất là nhiều thầy giáo có thể truyền qua cho mình, đó là từ Phú Xuân mà qua đến Nghệ An Hà Tĩnh là đi bằng thuyền, và từ Nghệ An Hà Tĩnh mà đi ra đến Ninh Bình và ra đến Hà Nội là đi bộ. Bởi vì là đối với mình thì cũng như là nhiều người khác, mình nghiêng về cái giả thuyết thứ ba hơn. Đó là vì sao? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ xem qua một số mốc thời gian. Ngày 22 tháng 12 năm 1788 là xuất quân, rồi đến ngày 26 tháng 12 là đến Nghệ An rồi, chỉ trong vòng 5 ngày thôi. Rồi từ ngày 15 tháng từ 26 tháng 12 đến 15 tháng 1 là đến Tam Điệp Ninh Bình, là hội quân ở Tam Điệp Ninh Bình đấy. Rồi từ 15 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 là đánh giặc ở Gián Khẩu, tức là cái cửa ngõ phía nam ở kinh thành Thăng Long. Rồi từ 25 tháng 1 đến 30 tháng 1 năm 1789 là đánh trận quyết định cuối cùng là Ngọc Hồi Đống Đa. Thì khoan nói về điều này thì ở cái mốc thời gian này, tại sao mà từ cái khoảng quãng đường là 400 cây số từ Phú Xuân mà ra đến Nghệ An Hà Tĩnh chỉ mất có 4 ngày, mà trong khi đó thì quãng đường 200 cây từ Nghệ An mà ra Ninh Bình lại mất một khoảng thời gian nhiều hơn rất là nhiều.
Thì chỉ có một giả thiết đưa ra ở đây, đó là giả thiết đưa ra ở đây có vẻ hợp lý, đó là từ Nghệ An mà qua qua từ từ Phú Xuân qua Nghệ An thì đi bằng mình đi bằng bằng thuyền thì có thể mới vận chuyển được một lượng con nước lớn như vậy, thì mình nghĩ là ok. Nhưng mà để mà mình cũng muốn là nói qua phân tích qua về những cái điểm mình không đồng ý đối với giả thiết thứ nhất và thứ hai, đó là đối với giả thiết thứ nhất thì di chuyển hành quân liên tục ngày đêm trong vòng 4 ngày 5 ngày 400 cây thì mình nghĩ là không thể, bởi vì trong lúc hành quân thì còn có vũ khí trang bị, rồi còn có vũ khí trang bị, rồi còn có các cái vật liệu rồi này kia, rồi quân tư trang này kia, mà cộng với đó lại là hai người lại có một người, thật sự là đối với hầu như là cả thêm vật dụng quân tư trang nữa là phải gấp đôi người, mà đi trong một bốn bốn ngày liên tục ngày đêm, hình như nếu mà tính là thời gian như vậy sẽ là không được nghỉ, mà đối với thể trạng người Việt Nam thì không thể làm được như vậy. Cộng với đó cái thời này không thể mà làm gì mà có phương tiện cái đường xá ngon lành như quốc hàm lụt đồ mà đang bây giờ. Trước đây thì cái đường đi từ Bắc vào Nam nó do người Pháp người ta xây là cách đây từ năm 1900 trở đi thôi, còn về trước đó thì vẫn còn đi bộ. Và những thời kỳ này có những cuộc khảo sát của người Pháp mà đi từ Bắc vào Nam rất là vất vả. Suy ra đối với bản thân mình thì mình nghĩ là cuộc hành quân này mình nghĩ là khó có thể mà khả thi, và hầu như là để mà thực hiện nó thì cũng cần phải một vấn đề rất là lớn. Rồi tiếp theo đó là đối với giả thuyết thứ hai, thì giả thuyết thứ hai là ém quân ở Bắc Hà và ém quân ở Bắc Hà và sau đó thì dùng quân để nghi binh, nhưng mà điều này cũng không có hợp lý, bởi vì là ở Bắc Hà nếu mà ém thì ém tận 10.000 quân tinh nhuệ lận, mà ở thời kỳ này thì các bạn biết là ở Bắc Hà với Nam Hà mới đằng trong với đằng ngoài đang mới đánh nhau tưng bừng, vì vậy nên là người dân Bắc Hà không thể nào mà người dân Bắc Hà không thể nào mà có thể là 10.000 quân này có thể ém ở Bắc Hà được, không thể ém được, bởi vì là ở cái thời kỳ này chúng ta phải biết phân tích qua các những cái mật báo, những cái tình hình, những cái mà những cái thông tin liên lạc á, thì không thể mà để 10.000 quân đây mà không lộ được. Vì vậy nên là cái giả thuyết thứ hai là ém quân ở Bắc Hà sẽ không hợp lý. Thì tôi sẽ chuyển qua cái giả thuyết thứ ba, nó có vẻ hợp lý hơn, đó là qua cái mốc thời gian là 4 ngày từ Phú Xuân Huế mà ra đến Nghệ An thì nó đi bằng tàu thủy sẽ hợp lý hơn là đi bộ, bởi vì nó đi bộ không hợp lý. Còn từ từ cái thời gian còn lại là khoảng vài 20 mấy ngày đó, 20 mấy ngày đó thì 20 mấy ngày đó thì mình sử dụng đi bộ, bởi vì là trong quá trình này thì cần phải có sự chuẩn bị, rồi đến cái lúc mà đến gần sát kinh thành Thăng Long thì rất nhiều cái trinh sát của địch, và để mà tiến quân vào đây thì cũng cần phải có một cái số thời gian nhất định, bởi vì là lúc này thì người dân ở kinh thành Thăng Long vẫn luôn luôn hướng về vô Lê. Thì mình theo như bản thân mình nghĩ thì đây là giả thiết thứ ba là hợp lý. Thứ hai nữa, chưa nhắc đến kết quả thì mình nói đến cái sức mạnh của quân Tây Sơn. Thì ở đến cái lúc này rồi thì mình nhận ra là ở đầu tiên là trước đó là có trận Rạch Cờm Xoài Mút. Rạch Cờm Xoài Mút thì ở cái trận trận này thì cái ưu thế về cái thủy quân của Nguyễn Huệ đã được thể hiện rõ rệt, và chúng ta cũng thấy được số lượng cũng như là chất lượng. Vậy thì hà cớ sao tại sao trong cái trận hành quân cuối này đi từ Huế mà ra 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 Bắc lại không đi bằng thuyền? Thì mình giả thiết tiếp theo đặt ra là tại sao mà lại không đi thẳng ra Hà Nội, mà lại không đi thẳng ra các cảng như Nam Định và Hải Phòng, mà lại đi qua Hà Tĩnh, Nghệ An? Thứ nhất, theo như bản thân tôi nghĩ thì đó là ra Nghệ An rồi có thể là ở cái vùng Thanh Nghệ Tĩnh thì cái lực lượng ủng hộ người quân Tây Sơn rất là lớn, còn như đối với ra Bắc Hà rồi thì cái lực lượng chống đối không hề nhỏ, bởi vì là cái thời kỳ này hai người mà không gây 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 ra gây gây cái sự ác cảm đối với người dân Bắc Hà của người dân Bắc Hà đối với quân Tây Sơn, đó là Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm, thì hai người này mà ra đó thì sẽ không được sự ủng hộ, vì vậy nên là bắt buộc phải ra muốn đánh quân Thanh nữa, thứ hai nữa muốn đánh quân Thanh nữa, 29 vạn
hiện tại chỉ có 10 vạn thôi. Muốn vậy thì cần phải có một sự cái tạm mà tuyển quân nữa, là tuyển ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đó là cái hai cái lý do đó. Thì ở cái giai đoạn này thì đó là cái lý do tại sao mà không không đặt không 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 cho quân ra thẳng ngoài Hải Phòng hay Nam Định. Đó là như thế này. Và đối với một cái lực lượng mạnh, lực lượng thủy quân mạnh như vậy thì không hà cớ gì mà lại dùng cái mà đi bộ cả, rất là vất vả. Đối với thời kỳ này thì thật sự là mà nói thì cái hải quân của cái thủy quân của Nguyễn Huệ đã đạt đến một cái đỉnh cao, có thể nói là khá là ok rồi. Và các bạn cũng nhớ là khi mà đánh chiếm thành Phú Xuân á, thì Nguyễn Huệ cũng kéo quân từ ở ngoài Nam Kỳ, ở ngoài phía phía Nam Hà, ở phía dưới ấy, lên tấn công kinh đô của nhà Nguyễn thì phải dùng bằng thuyền. Hà cớ gì mà không dùng bằng thuyền khi mà đi ra ngoài Bắc đó? Thì theo như mình nghĩ, qua ba cái giả thuyết này thì bản thân mình nghiêng về cái giả thuyết thứ ba hơn, đó là sử dụng thuyền từ Huế ra đến Nghệ An, Hà Tĩnh, sau đó từ Nghệ An, Hà Tĩnh tuyển mộ quân đội, sau đó thì đi dần 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 tiếp cận kinh thành Thăng Long, và trong vòng 40 ngày tấn công và đại phá quân Thanh ở trận Ngọc Hồi Đống Đa là trận cuối cùng, và Tôn Sĩ Nghĩa đã thất bại về nước. Thì theo như cái bản thân mình nghĩ thì mình nghiêng về cái giả thuyết thứ ba này hơn. Đối với mình thì đây là một cái rất là mình cảm giác rất là hợp lý. Ok, vậy thì mọi người hãy cho ý kiến về cái vấn đề này, bởi vì ở đây là trên tinh thần chúng ta thảo luận, muốn có một cái nhìn khách quan hơn về cái trận đánh này cũng như là cái cuộc hành quân thần tốc này. Ok, xin cảm ơn mọi người.